Xin biến chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay thầy cho em lại đang có mặt tại Sơn Đông, Lập Thạch để thăm và khảo sát đất cho bác nhà trưởng, con trưởng. Bác lên căn biệt thự nhà vườn chữ U Lam Gian, 2 tầng mái, 4 phòng ngủ. Đó. Đây là diện tích đất nhà bác ấy, tương đối rộng. Diện tích này khoảng 600m2, 700m2. Và sau đây mời quý vị khán giả và các bạn cùng thầy cho em vào tham gia quá trình tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn. Nếu quý vị khán giả và các bạn quan tâm cái mẫu chữ U này, hãy cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để nhiều bạn đang chuẩn bị làm nhà có những cái mẫu nhà, có những cái tư vấn miễn phí tham khảo trước khi mình xây nhà. Em xin cảm ơn. Giờ mời quý vị khán giả và các bạn cùng em vào tham gia quá trình tư vấn. Chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp. Vẫn là em đây, vẫn là Nguyễn Tất Nhiên đây. Hôm nay thì em lại có mặt tại Sơn Đông, Lập Thạch để tư vấn một căn biệt thự nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ. Trên cái diện tích đất khoảng 900m2. Em đo được có 856 thiếu đất của anh ạ. Và bác chủ nhà thì sinh năm 1973 và sẽ dự kiến là làm ngôi biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ, phong cách hiện đại, và bác đang thích cái mẫu là hai sảnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng tham dự cùng cái chương trình tư vấn của mình nhé. Bây giờ mình đã đo xong đất này, và bây giờ làm đến cái công đoạn là tính chia mặt bằng công năng phong thủy theo tuổi của anh. Xin mời các bạn ạ. 1973. Anh làm sang cái mẫu mái Nhật hiện đại này thì nó cũng tiết kiệm hơn mẫu chữ U. Đợi tí. Hai nữa là cái mẫu này của anh làm hai sảnh thì nó mới thực sự phù hợp. Bởi vì sao? Cái bên mặt tiền kia mà anh không khoe được cái vẻ đẹp ra, anh chỉ đưa được cái đốc nhà ra trông nó hơi vô lý. Của anh là Đông Tứ Mệnh, Đông Nam. Kili rồi, cái hướng quay ra đường sẽ là đông đấy. Cái sảnh ra đường này là cái sảnh làm đẹp cho anh nhiều hơn này. Tây Nam thì nó là cung khôn rồi, nó đẹp cho ngôi nhà, đẹp tổng thể ngôi nhà, nhưng mà cái sảnh sang bên này chính là cái sảnh Đông Bắc. Giữ nguyên như này là đông nam chứ không phải đông bắc, đúng không? Và như này là nhiều đông và ghé nam. Và rồi đông nam thì nó mới là đẹp chứ đông bắc lại không đẹp. Anh thích 4 phòng ngủ đúng không? Thì như vậy là cái phòng khách và phòng bếp của anh này em sẽ làm về phía đường, phòng ngủ đưa vào phía trong cho yên tĩnh, phòng thờ đưa về trung cung. Thờ cung ý em muốn là ở chỗ đầu này là một phòng mổ, thế còn đâu là một làm cái luống ra đây là phòng khách. Thế là anh đang nhất được kể có 3 phòng mổ cũng được. Anh đang thích cái nhà 71, nhà 99 giờ nữa. Thế thì anh đang thích như thế này, anh thích cái nhà đẹp 99 như thế này. Khu bếp lại vào trong này à? Bếp bố trí vào trong này cho tí rồi. Khu bếp vào trong này không đẹp bằng khu bếp ngoài, gần ngoài kia nó sẽ thuận tiện hơn. Nhưng mà cái khu bếp ở trong này thì mình sẽ giấu được những cái, ví dụ gần bếp hiện đại mình sẽ có khu bếp phụ, đúng không? Thì mình sẽ giấu được cái khu nhà kho bếp phụ ở phía trong này. Đúng. Chứ còn ngoài đường thì cái bếp nó lại bếp hiện đại không thôi. Hiện đại không thôi thì nó lại từ cái bếp hiện đại nó không có sự liên kết với cái bếp phụ. Thế bây giờ đang nấu cơm bên bếp hiện đại xong lại chạy sang bếp phụ mổ con gà là không hợp lý rồi. Thì đúng đấy. Rồi. Nó không phù hợp nhà quê lắm. Rồi ok, chấp nhận cái phương án của anh chị. Và
và anh làm nó vuông vuông cái đất này nhá. Cái đất của anh thì nó đang tam giác này, thì anh chừa lại cái chút khoảng chéo này, anh có thể là làm sân vườn các thứ nhá. Đấy, đúng rồi. Làm vuông theo cái đất nhá. Đấy. Và như vậy thì em sẽ làm ngôi nhà của anh là 20x10 nhé. Dài. Được dài thế đâu. Em chỉ làm khoảng 16-17 mét thôi. 16-17 thì không có bếp. 16-17 thì 3 phòng ngủ nhé. Đáng, đó, 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ thì 16 thôi cũng được. 3 phòng ngủ. Thì còn bếp là muốn tách riêng à, hay là nếu tách bếp, chung là cả bếp đấy. Cả bếp vào đấy nữa. Thì đang cả bếp vào thì mới là 20. Đúng. 20 thì bên thì coi như là nhà nó có 16 thôi. Thì nhà vẫn là 16 đấy, thì kể cả ví dụ như là bếp đèn vào thì là 20. Đúng rồi. Thêm tận 4 mét nữa thì anh thử tính xem cái đất nhà em là nó xéo ở kia nó ăn vào đường, em muốn làm từ kia vào thì xem là nó đấy, anh toàn phải chỉ đây đây đấy, đấy. Vào xem là vào trong đây bao nhiêu trên cụ thể, còn làm tận 20 là không làm được tận thì làm ba phòng ngủ, nếu mà nó ấy thì làm 3 phòng ngủ mới một cái bếp nữa là hợp lý. Bếp ăn thì liền vào đấy. Ừ, cái phía đằng sau anh cũng để lại cho em một ít nhá. Vâng. Thì để làm sảnh. Nếu mà cái phòng ngủ này chị mong muốn bao mét vuông? Tầm 16 mét vuông. 16 á thì là nhà là phải 20 nó mới đủ phòng ngủ 16. Còn nếu mà anh chị mong muốn phòng ngủ nó khoảng 12 mét thôi thì sẽ là 180 mét vuông. Nhưng mà mình chấp nhận là 200 mét vuông cả bếp thì mình sẽ được phòng ngủ 16. Đấy. Thế là 3 phòng ngủ hay 4 không? 4 đấy. Như thế là 4 đấy. Chứ còn anh mà muốn 160 mà phòng ngủ đều rộng thì anh làm cho em 160, 57 mét là đã đủ rồi. 3 phòng ngủ rồi. Đó, đấy thì làm 3 phòng ngủ thôi. 3 phòng ngủ chứ 1 tỷ còn xong luôn. Nói tỷ 2. 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Ừ. Hai vệ sinh, hai vệ sinh, một chung một khép kín. Hai vệ sinh khép kín tới trong nhà anh? Không, một khép kín, một chung. Tức là có nó hai cái chung thì nằm ở bếp, còn cái khép kín ở phòng master. Đúng, thế đấy anh làm cho thế như thế đấy. Bởi vì như em phía trong này em muốn làm cái cửa ngách. À thì làm bếp rồi, nếu làm bếp rồi thì là không phải cửa ngách đúng không? Cửa ngách làm gì nữa? Ngách chỉ có vào bếp thôi. Ừ. Bếp chính. Bếp ướt rồi. Từ bếp chính sang bếp phụ nó có không, cửa. Cái bếp phụ thì em không nói ở chỗ đấy em không nói, nhưng mà bếp nhà lớn này liên quan đến bếp thì là có nó vẫn có cửa xuống, nó vẫn có cửa sang mà, vẫn có cửa xuống cái bếp vệ sinh và ấy đấy gì anh, nó xuống sân ướt bếp phụ của chị. Như vậy là cái tổng cái ngôi nhà của mình sẽ khoảng 17 đang chiều dài 17 ai chà, nếu mà sắp xếp như thế 17 này 17 nhân 10 phía sau anh để lại 2 mét à? Sao không đến rồi? 1 mét đây rồi. Và tầm coi là chỉ có để sảnh không thôi, để sảnh rồi, sảnh hết bao nhiêu cái theo cái sảnh rồi, sảnh đâu còn đâu thì xây cái bờ cõi để giáp danh nữa. Như thế thì nó lại chưa hợp lý lắm. Phân tích với anh chị này, cố gắng để 1,5 mét thì cái 50 phân ở sát nhà mình sẽ đổ láng đi vòng quanh nhà cho sạch, còn 1 mét bên cạnh mình sẽ trồng đất vào, trồng cây vào, ví dụ nhìn qua cửa sổ nó sẽ thấy cái cây chứ nó không phải thấy cái bờ tường khô cứng nữa, thì cái ngôi nhà nó mới tạo nên được cái độ đẹp. Thôi anh ạ, như này này anh ạ, vấn đề em là để cho em đủ sảnh thôi, đủ bởi sảnh. Vì đằng sau của em thì em không phối hợp được cây cối. Bởi vì sao cõi người ta là em chỉ để đủ sảnh, để sảnh về nhà em, giọt danh thì để đấy. 80 đấy thì như thế 80. Nào thì đấy là em đủ sảnh thôi. Cái giọt danh của em bình thường nó là 80, bởi tất cả phía trước là 80, nhưng phía sau các anh chị cũng có thể rút lại xuống 50. Và cái 80 đấy thì cái nước nó mới nằm ở trong cái khuân của đúng ạ. Đấy thì cứ để cho em là giọt danh nằm được, trong nhà mình thôi. Còn đằng trước thì bởi vì cái nhà này là sau các anh đi vắng rồi, sau chỉ có làm nhà thờ nên là vườn trại là cũng
ở trống thôi anh ạ. Và Vâng. sau này thì chả biết cái nhà người ta nó kệ cũng là tính. Như vậy là cái mép của nhà mới nó vẫn đang bằng cái mép nhà cũ này của anh à? mà Nhà cũ này của anh bao nhiêu mét? cũng 12,5 m. 12,5 m, nhưng mà đây em lại đang lấn ra đường này. Em lấn dịch ra đường tí. Mà cứ lấn ra đường được. Nghĩ cũng mà nhà này mình đây làm một sảnh thì nó không không đẹp lắm, nên là phải chuyển ra làm nhà hai sảnh thế này. Hai sảnh là hợp lý. Nó 12 nữa là sau cái khu này mình làm đồ trồng các thứ mình trang trí thì từ cái phòng khách đấy đi ra cái sảnh đấy thì nó hợp lý. Đây cái khuôn nhà của anh chị xong nó trong cái khuôn này. Cái cổng nó kết hợp với cái sân thì cũng đúng như cái sân cũ này của anh là đẹp. Nhưng mà nhà của anh nhà mới thì nó sâu hơn nên là mình phải đẩy lên và sân nó cũng tiến lên. Đúng rồi. Và cái cổng thì nó cũng vào đúng góc sân như cái này. Đã. Và anh mở phễu vào một chút cho em là ok. Cổng vào góc sân bác để ý rồi là bên kia người ta có một cái đường ngõ là cổng không được tông vào đường ngõ này. Đấy. Lưu Rồi. ý đỡ em là cổng C và trên này tí nhưng mà không được tông vào giữa đường ngõ của người ta thì là mình rủi. Rồi, mình không mở vào chính giữa mà mình mở nó lệch lệch đi Lại lại. đi tí Anh rồi. thu cổng phễu vào như này cho Đã. em. Đấy, bây giờ khu này là vườn. Sân này. Nhà này. Khu bếp phụ của anh sẽ liền vào đây. Mà Như này thì cái ngôi nhà của anh gần giống ngôi nhà của Kỳ bên Đình Chu, à, của Kỳ. Kỳ chuyên hoa lan, anh biết Kỳ không nhỉ? bà biết rồi, bà Biết Kỳ, nhà Kỳ không? nhà Kỳ rồi, Đấy, nhà đường sau cái nhà chung ngay ngã ba đấy nhỉ, nhà Kỳ thì to. mà nhà chữ U năm gian đấy À không, không phải nhà, không phải nhà Kỳ đấy. bà. Nhà Kỳ nó tám mấy cơ, sinh năm tám mấy cơ, Bà nó Kỳ lớn tuổi hơn. ít tuổi hơn ít rồi Không, nó lớn tuổi hơn cái thằng Kỳ chữ U. mà Thằng Kỳ chữ U là 9x thôi. chín đi nó nhà nó ngay ngã ba đấy Kỳ chữ U thì em cũng quay rồi. mà Kể cả nhà cái thằng của thằng anh vợ nó em quay rồi. đúng nhà anh vợ thì ngay đầu làng Đấy, nhà anh vợ thì nó lại ở gần cái nhà nghỉ á. mà Còn một cái nhà của thằng em rể của thằng anh vợ thì lại ở bên Triệu Đề. mà Triệu Đề nhà anh cùng với cái ngõ nhà Khanh, em đi dịch xuống một tí là đến nhà nó ngay mặt đường á. Nhà đấy nó làm cũng cũng đẹp nhưng mà nó chưa được hợp lý lắm. Nó cũng làm chữ U mà lập mấy Không, nhà nhà nó làm cái kiểu hiện đại như anh đang thích ấy. nào Bà nóc nhà cứ vào đây có gì góp ý luôn cho nó tiện đến lúc làm việc nó nhanh. Không biết gì ngay đấy. Mấy bà đấy là quyết hơi ghê đấy. chị là sinh năm bảy mấy rồi anh? Bảy bảy. bảy 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 mà
Thế là hai anh em đi từ bên Sơn Tây về luôn đấy. Vâng. Em sáng đi Hà Nội vừa về nhà cái bắt gọi bảo đi luôn. lúc về bảo thôi về điện nhớ cái cho thầy thế cũng là bảo chắc này đang trên đường đi rồi. Em đang trên đường. Em gần ngay cầu Văn Lang. Gần gần cầu Văn Lang á. Từ nhà sang đây có 24 cây. Quá gần. Cầu Văn Lang ngay kia có gì cái gì. Cái hình thức thì anh thích cái hình thức nhà 71 hay nhà nó trắng trắng hay là nó kiểu màu sắc một tí nhỉ? Đấy, nhà nó kiểu nó đơn giản như thế Nó trắng trắng ấy này. và Đúng làm bây giờ thì đa số là trắng sứ cả và không? Trắng sứ. Ví dụ trắng sứ nhưng mà có điểm nhấn như cái nhà này không? đấy như cái nhà vừa nãy mà đấy Nó hơi có đường kẻ chỉ thế này. mà đấy Đúng. như cái nhà của Khanh đấy Rồi. mà Nhà Khanh thì trang trí chưa hợp lý lắm đâu. và Như cái nhà này đây này. Anh xem cái nhà này. Anh chị thấy cái màu sơn của cái nhà này hợp lý không? Nhưng mà cái bếp nhà mình nó đang ngược lại vào trong nhá, nên nó không thể ra ngoài thế đâu. cứ xem là cái màu nhất là phối cảnh nhất là nó đẹp lên tí là được Màu thì em làm thì toàn những mẫu gần như là huyền thoại. mà Tí nữa em sẽ vẽ công năng cụ thể. Bây giờ đang chốt cái phần vị trí ngôi nhà các thứ đã. làm cái này thu thầy nhờ giúp cho nó tí cho nó làm ai cái nhà cứ giỏ giỏi ra mãi được làm lỗi cái nọ đi sửa cái kia mãi thì nó vất Đây anh có thích hình thức cái mẫu này không? mẫu này khác mẫu kia. Nó có sơn xước như thế không hay để trắng trắng sứ hết? Mẫu này thì chưa ấy lắm thì Đây cái sảnh bên bếp đây. là Không thích như gì không, không. Như cái mẫu này nó cầu kỳ, nó không đẹp bằng cái mẫu này đúng không? mà nó đơn giản lắm Nó đơn giản như cái này này thì đẹp đơn hơn giản đúng không? mà Đơn giản thì Chốt cái mẫu trắng này nhá. mà. Đấy, còn cho anh xem lại cái mẫu của nhà Kỳ Đình Chu. Kỳ Đình Chu thì nó trắng toát, nên nó không không nhấn nhiều. Nhà đẹp 71. Đây, lúc đầu em tưởng anh thích cái mẫu hai sảnh này này. Cái mẫu hai sảnh này cũng đẹp. Nhưng Đấy mà cũng vẫn là cái bếp thì nó lại ăn ra ngoài đường, nó này không vào trong này. Làm cái mẫu kia thì bếp nó vào trong này nó hợp lý hơn. và Cái ngoài này là chỉ có bếp với khách thôi, và đi ra cái sảnh này thì bếp nó tất ở phía ngoài, mình làm không nằm nông nghiệp thì nó lại không thuận với nông thôn lắm. không soạn nông thôn Rồi ok, đấy. đây như này thì anh nhìn nó dễ này, toàn bộ phòng ngủ là vào phía trong hết, ngoài đường là khách với bếp này Mà này. Nó không tiện cái bếp phụ, cái bếp phụ của mình không giấu ở đâu rồi, đúng nó lộn đấy xộn. Đây cái kiểu ba phòng ngủ của anh sau nó sẽ kiểu như này, nhưng mà sau khi mà mình mở sảnh phụ á, thì nó không có vệ sinh ở chỗ này mà và phải cắt bỏ nó đi để ra lối sảnh phụ ở chỗ đấy, mà phòng khách là nó dồn sang đấy. mà Cái phòng khách nó lại không liền phòng bếp như con này nữa. Rồi về hình thức là chốt cái như cái mẫu mà em vừa cho xem này nhá. nè Đấy, còn bây giờ là em vẽ lên cái công năng của nhà mình. Phòng ngủ của anh chị ngay phía ngoài luôn nhé. Đúng ạ.
là nó đặt vào được cái vị trí này tránh và đặt vào cái chỗ mà phòng ngủ đấy là sợ là có vào ấy không nhỉ, phòng khép kín lại sợ có vào cái bếp cũ nấu không đấy, lại phải tránh phong thủy tí ấy. Cái bếp cũ thì là sao anh? Không, nếu vào cái bếp cũ thì chỉ có đặt phòng ngủ không thôi, không đặt được phòng khép kín vào đấy, chỉ có phòng ngủ không thôi, phòng bát tư thì phải cho vào trong. Một hai ba bốn, cái bếp nằm khoảng 4 mét đây anh nhé. Ba. Bốn, tám, mười hai. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Mười sáu mét mặt tiền. Mặt đấy. Tiền là 16, nhưng đằng sau thì nó nhiều hơn một tí. Đấy. Đằng sau nhiều hơn để nó tạo cái sảnh phụ đấy anh. Đấy. Làm mẫu này thì nó tiết kiệm hơn mẫu chữ U mà nó đẹp hiện đại hơn. Nhưng mà cái mẫu này nha, bàn ghế anh đừng có kê những cái bộ to nhé. Anh cứ chơi nguyên cái bộ sofa đùi gà, sofa đệm kết hợp với gỗ. Tí nữa em cho xem một cái mẫu nó đã thực hiện xong rồi, đẹp cực luôn. Ở bên Thái Nguyên em mới đi ăn Khánh Thành về đấy. Anh đã xem được vào cái mẫu đấy chưa nhỉ? Chưa. Em làm một cái phòng vệ sinh, làm một cái phòng vệ sinh chung ở dưới bếp và một cái phòng master ở đây nhé. Master đấy 16 mét là tính từ anh cần thiết anh đẩy dịch nhà vào trong một tí để cho nó tránh cái phần đấy đi. Đã. Còn về sau phía ngoài đấy có thể anh vẫn kết hợp anh giữ anh làm cái quán như kiểu nhà Khanh nhá. Tất nhiên là anh còn đất anh cứ thụt vào trong thì nó càng có khoảng sâu nó càng đẹp. Đấy là cái khép kín của anh đây. Hình mẫu này chuẩn bài rồi. Vẽ sơ bộ như thế anh hình dung được không? Vâng, được rồi. Hình dung được ngay đúng không? Yeah. Nếu đã xem một vài cái video của chú rồi thì hình dung ra ngay. Sao chép
bên nhà Khanh là nối mấy điểm. Cái phòng mà cái phòng vệ sinh thì quay nhá ngay ra phòng ăn. Còn một cái đầu giường này thì gối vào vệ sinh. Cái đấy phải kỵ, cứ như kệ. Cái đấy nó chả phải là cái phong thủy gì ghê gớm mà gần như là ai cũng biết nhưng mà lại vẫn cứ mắc vào. Thế mới khổ. Em đi quay nhà nhiều nhà này em quay xong em phải sửa luôn cho chủ nhà đấy. Có cái phương án sửa luôn đấy. Nhất là những cái ngôi nhà tự xây là các bố cứ làm thôi xong là thuận đâu thì kê đấy. Mà nóc nhà hình dung ra là cái nhà nhà mình chưa? Hình dung ra rồi. Đơn giản thôi đúng không? Đây ra là đây là phòng bếp đúng không? Bếp, đây bếp. Là anh vệ sinh đây đúng không? Rồi. Thế cái khu này là còn trống à anh? Khu này để trống thụt vào tí em có thể để máy giặt các thứ ở đấy. Đấy thì cái chỗ đấy làm ngay vào cái chỗ nhà về thì đằng nhà mình để máy giặt hoặc là em để cái bồn rửa tay ở ngoài này. Ví dụ mình ngồi vào phòng ăn mà rửa tay không phải vào nhà vệ sinh, mình rửa ngay ở ngoài. Đấy là tùy lựa chọn của gia đình. Và làm cái bếp nó thò dài ra hơn cái nhà vệ sinh, nó thụt lại để nó giấu, càng giấu cái nhà vệ sinh thì càng tốt. Còn đây là cửa sảnh. Đây là cái sảnh của bếp. Đây là không có cửa ra đây ạ. Có chứ. À, có cửa. Thì... Đây là một đường coi này, cửa sảnh ra đây và đây cửa sảnh ra đây. Đúng rồi. Đây phòng ngủ. Phòng ngủ hai ông bà đấy. Ở đây bên này hai phòng ngủ. Bên C làm. Nếu thế này thì làm ngay cái ở đây nữa thì vào khép kín vào được. Rồi. Vào cái phòng đấy thì vào làm vào khép kín là được. Đâu làm vào phòng. Cái đây. Này là cái này đang là khép kín của anh đấy. Đúng. Từ đây đến đây phải có 16 mét hả? 17. À 17. Cái mặt trước này là 16 còn mặt sau này là 17. 17 được, hợp lý rồi, được, đổ. Hợp lý mà, cái mẫu này cực hợp lý luôn. 17. Thì mình bếp thì vào giữ cái lán xe bây giờ. Giữa vào lán xe bây giờ. Cái cửa bếp này nhá, cái cửa bếp này thì em đang để cho anh là 2 mét nha, xong anh thiết kế cái kiểu cửa trượt á. Cửa kính trắng mà cửa trượt á thì mình ngồi phòng ăn hoặc là phòng khách nó vay mượn không gian với nhau. Nếu lúc nào lấu thì mới trượt nó sang. Còn lúc nào không nấu thì trượt nó sang mình vẫn còn 1 mét thoải mái. Đấy. Thì nó không mất diện tích và nó cũng rất là chắc chắn. Cái cửa đấy là một bên trượt, một bên mở. Nếu như thế bếp liền là xuống chẳng xuống chung ngọn. Bếp liền là chẳng xuống chung. Có 17 mét thôi mà cửa nhà mình đang 3 mấy mét đấy. Cửa là xuống chẳng xuống chung lợn thì còn sao nữa. Bếp liền như thế là cổng chữa xuống chung ngọn. Cái hướng cái bếp thì nó thì đang là hướng cùng với hướng nhà mà. Sau lâu dài là phải bỏ. Cái chuồng lợn thì nó xấu. Nên cái nhà này nó nhìn nó xây biệt thự này cả ai lợn. Em chả có tiền nên làm có ít thì các bác phải tư vấn ít tiền chứ các bác cứ tư vấn nhiều tiền đi lúc em không tiền là nặng thế. Đây đang tư vấn mẫu cực ít luôn đấy. Nhưng mà muốn hay là ý như là làm cái bếp thò ra đây thì làm riêng không là làm liền vào như thế này làm liền thì lại thì chẳng liền nó mới đỡ tốn làm ra đương nhiên là nó tiết kiệm được một cái bức tường này đấy, một cái bức tường đấy từ móng lên là nó cũng nhiều tiền đấy không biết đâu mà nói chung liền khối thì nhìn cái ngôi nhà nó hoành tráng hơn bây giờ nó làm nó đẹp mà nó thuận tiện cho anh chị mưa gió ăn uống là nó. Cái tivi nhá thì anh nên để cái phía bên này nhá. Đúng rồi. Thì mình mới nó có cái khoảng view xa để mà xem. Ngoảnh quay vào.
Thì ngoài cái chỗ sảnh thì ngoài là anh bố trí cho cái chỗ này phải. Vâng, sảnh đấy à? Vâng. Đấy thì ngoảnh vào chứ ngoảnh ra đường thì xem gì, TV. Đây như nhà em là ngoảnh ra đường đây này. Nếu như cái nhà này là ngoảnh ra đường. Thế bây giờ nó cũng phải khác rồi. Cái gì mới đang bảo là ngoảnh ra đường và xem TV thì xem mỗi ghế này thôi, hai ghế kia chả xem được, quay đít vào TV. Cái đất thừa bên kia nếu mà làm kinh doanh thì làm, mà chả làm thì làm cái đồi tùng nữa cho nó gọi là ngăn bớt cái ồn ào của đường xá đi. Anh chị trên này cây cối là rất là mạnh. Đất quy thì ta thấy là cái này mở thêm một cái cửa đằng sau này nữa nhé, cửa đằng sau để đằng sau cho nó thoáng, nó sang cái phòng vệ sinh này. Cả không đấy thì đằng sau bố trí cho mấy cái ô gió này, nhà vệ sinh nhá. Đằng sau nhà vệ sinh thì ô gió, nhưng mà trước cửa nhà vệ sinh ấy thì em muốn mở cho anh chị một cái cửa phụ ở đây. À không 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 cần đấy. Thì nếu không cần thì mở cửa sổ. Vâng, đúng rồi. Mở cửa sổ. Thế là hả? Alo. Alo. Đấy, chỉ có để cho cái cửa sổ ở đấy để cho nó thoáng thôi em. Rồi rồi. Và cửa sổ để cho nó lấy sáng. Và thế thôi nhỉ. Chị ra đi bao giờ là mình làm hả chị? Đặt sắt thép gì chưa ạ? Chưa. Tầm này anh đặt sắt được rồi. Vâng. Vừa mới hôm đấy gọi về xong cuối cùng là dính viêm phổi là phải đi nằm mất mấy hôm. Vâng. Mất tuần về thì mới chậm trễ này, chứ không thì có mà thấy im im. Không thì về trả từ hôm ấy ngay rồi. Đấy, những cái hướng mũi tên vào là những cái hướng tiếp cận của ngôi nhà này. Vâng. Cái chỗ cửa bếp này làm cho cái dàn mưa đấy nhé. Dàn mưa. Dàn mưa đại kính lên đấy. Mà cũng được. Đại kính cho bằng sảnh này. Không, đại kính để nó che cái bậc sảnh, mà nó cũng là cái điểm nhấn, điểm đẹp ấy. Điểm đẹp trang trí ấy. Sảnh được 2 mét hay được rộng quá. Cái này ạ, hay là cái này. Cái sảnh à, chứ thử cái luồng đi ở đấy. Luồng đi đây là phủ bì nó được 2 mét. Cái luồng đi 2 mét này là hợp lý.
Ba. Hướng đi có hẹp lại được không anh? Hay là phải theo sảnh ạ? Có hẹp được. Có hẹp được. Dạ, được. Có hẹp được thì cái phòng ngủ này nó rộng hơn một tí. Phòng ngủ thì được 16 mét chưa? Nó đang 16 phủ bì hết rồi đây. À, phòng mình phó phủ bì rồi, nếu mà phủ bì rồi thì như thế thì cứ để nguyên. Để nguyên để tạo cái độ thông thoáng, cái lối đi này quan trọng lắm. Anh xây tường xong nó còn khoảng 1,8 m là hợp lý mà. À, thì đấy 1,6 đến 1,8 là được. Mình đi lại từ nhà xuống bếp nó không bí bách. Nhiều nhà nó thu cái chiều sâu của ngôi nhà xuống còn 9 ấy. Mà thì cái lối đi 1 m anh cảm giác như cái cửa mình bé. Mấy cái cửa để anh đi ra sảnh phụ này. Mà À. Cửa sảnh phụ, cửa sổ nhìn ra đường này này thì cái ngôi nhà nó nhìn nó rất lại đẹp. cả cửa sổ nữa anh. Có chặn cửa sổ thì đâu thật ra ta lại cái thiết sổ kế ngoài này hay cầm trong này. Cửa sổ nhìn ra đường thế này, cái phòng khách của mình nhìn được ra đường thế này, cứ thiết kế cho đẹp, còn không làm thì bịt lại, nhưng mà bịt lại cái cửa này người ta cười rồi. Là cái cửa này là không ai biết đâu. Cửa này là nhà em để thông ra nè, sảnh nè. Cửa thông ra sảnh đây thì mới mới thông được ra đây, những cái chỗ vẽ xanh này là nó có cả Sạch cửa là cái sổ và cửa cửa. chính. Những cái điểm xanh này là cửa này, còn điểm vàng là Nội thất. nội thất này, xanh dương này, VKC này. Mà Đây tuy rằng nó là cái đề bài nhưng nó cũng là cái mà em đang tính căn bản cho ngôi nhà của anh ấy. Khi mà cái phần này mà nó tối ưu á, nó chính là linh hồn của ngôi nhà. Chứ còn các bác tự xây, các bác cứ bề mẫu về xây thoải mái. Nhưng mà nó rồi nó lỗi linh tinh vàng, nó không hợp lý lắm. Nó không hợp lý đâu. Cửa này là vào cửa chính, sảnh chính này. Bàn thờ chính giữa đúng không ấy? Đúng rồi ạ. Thỉnh toàn là làm ý là làm ba phòng ngủ, còn cái chỗ này trống là phòng khách tất à? Khách tất thì nó mới rộng. Phòng khách đấy là khoảng bao nhiêu anh? Cái khoảng 1, đấy là 2, chỉ 3, rộng bằng 4, 5, 6, 6 x 8, 48. Là 10 mét 48 vuông. mét vuông. 48 mét vuông là bằng với phòng khách của chữ U Lâm Gian. Vâng. Đấy. Thế thì rộng lắm. Cả phòng khách, bởi vì cả cái nội là bên như đường. thế, là bởi vì làm cái thì thế là phải rộng lắm đó. Thôi cứ để Phòng khách làm rộng lắm, ngôi nhà nếu nhỏ không ấy xinh. thì làm một phòng chờ vào đấy thôi thì nó thoáng. Nếu Phòng chỉ chờ nhét thì phòng chờ vào đây là hết chỗ luôn. Thế nên là không ra ngôi nhà. Nó lại thì không. Rộng nhỉ, nếu có thế là rộng lắm. Ngôi nhà này gọi là ngôi nhà nhỏ xinh có võ, chứ không phải là ngôi nhà to đâu. Nhà có 16, 17 nhân 10 thì 160 mét vuông thì có gì mà to, mà trong khi đấy là có cả bếp 2 VKC. Như chẳng qua người ta tối ưu được cái không gian thì cảm giác là nó rộng. Chứ nó không phải là ngôi nhà quá to đâu anh chị nha. Ngôi nhà 160 là ngôi nhà cực kỳ khiêm tốn ở thời điểm Vậy này em luôn. cũng là làm thật khiêm tốn bởi vì Cái gần của đây ít. Chứ như cái ngôi nhà của trên nhà bác Khanh hơn 200 mét đấy. Mà nhà ông Khanh là nhà to đấy. Em chả theo được, gọi là theo cái mẫu à, thôi, không gọi là mẫu chỗ cũng chả theo mẫu nhà bác. Ví dụ Mẫu như là một của mình là một sảnh đấy, của ông kéo dài hai mình đây sảnh, là hai sảnh mà mình làm phòng giúp mình thay đổi lại chứ, mình thay đổi hết để cho nó hợp lý thôi chứ. Như Mình nhìn cái nhà mẫu ngoài là như thế thôi. của bố to đồng như VKC quay mẹ vào phòng ăn mà. đầu giường gối mẹ vệ sinh, còn cái thiết kế nó hơi buồn ở chỗ đấy, mà cái ngôi nhà 4 tỷ thì phải ít đâu. Chúng em chẳng có tiền, chúng em làm ít nhưng mà bảo là làm nào cho nó hơi là để muốn là nhờ là thư các thì ai tư ông vấn xã này ông đã ông xã đã, ông xã ông đã gọi đến anh ấy, anh là cái nhân vật gọi là chuyên làm nhà ngon bổ rẻ, nhỏ nhỏ xinh nhưng có võ, kể cả 130, 140, 160 là nhiều, chứ không những cái mẫu to thì cũng có làm nhưng nó cái số lượng nó ít, 10 người chỉ có 2 người làm mẫu to thôi. Đây cũng đã từng thiết kế những cái căn 4 tỷ, 7 tỷ có rồi, nhà vườn. Căn ở Mỹ Đức là làm 7 tỷ luôn. Mặt tiền của nó là 29 nhân với 12. Còn ở Trung Mầu, Trung Mỹ là 25 nhân với 12. Đấy, chứ còn cái ngôi nhà của anh chị là có 10 16 nhân 10, nó là cái ngôi nhà khiêm tốn nhất. Và khi mà thiết kế như này nó cực kỳ tối ưu luôn. Đây là cửa sổ đằng sau ấy.
có cửa sổ đằng sau đấy, là cửa sổ đấy là cửa sổ đằng sau ấy, hai cái cửa nhỏ hai bên đó. Đây nó chỉ là cái phần đề bài thôi, còn khi mà vào thiết kế là trên nhóm thiết kế này anh phải duyệt bài thì chú mới làm tiếp nhá. Đấy, cửa sổ nhỏ nó như thế. Riêng cái phòng thờ thì không làm cửa sổ anh nhá. Nhất trí ạ. Cửa sổ thì cao kịch trần, xong anh để cho em hai cái ống phi phi 90 ấy. Anh dẫn vào nha, kịch trần nha, xong anh dẫn cút bẻ xuống. Xong anh làm một cái lưới chụp, anh chụp vào đấy gần như là sơn phẳng đi. Để cái khói hương nó bốc lên xong nó tự bay ra. Mà nhiều bố mở cửa sổ to tướng ở phòng thờ, nhiều bố lại còn nắp cái quạt hút vào phòng thờ. Và trong khi đó là các cụ đi mây về gió hút thế thì hút hết các cụ còn đâu. Mấy hai nữa cái khói của nhà bếp nó mới nhiều, cái khói hương nó chỉ như cái khói điếu thuốc này thôi. Nó sẽ bốc hơi từ từ lên. Đấy. Thì trong cái quan điểm của phòng thờ như thế mà thiết kế phòng thờ mà không có cửa sổ rồi là không có quạt hút như thế, nó sẽ đảm bảo được cho anh là cái yếu tố tàng phong tụ khí. Mà tụ khí thì nó mới sinh tải. Tụ khí nó lại khác với bế khí. Nếu mà ở phòng thờ của anh mà không có cái nỗ thoát, nỗ hương đấy, nó là bế khí. Toàn bộ cái khói hương là nó lan tỏa hết ra nhà, là anh ngửi hết vào người nó lại là độc. Mà mình vẫn thoát được khói hương và mình vẫn nhận được cái gió tươi vào trong nhà, nó mới là cái quan trọng. Chỉ cần làm sát chẳng là cho hai ống 90 thoát ra. Hai ống 90. Xong cái ống 90 đấy anh lại cắt cho em một đoạn 5 phân và anh cắt đứt nó ra. Xong anh làm một cái lưới, anh chụp nó vào phát, xong anh ấn vào đấy thì nó nhìn nó không hở cái lỗ hông hốc ra và chim nó không chui vào. Mà khói nó vẫn chui ra được. Nhất trí. Cái cách làm đấy nó rất là ngon bổ rẻ và cái cách làm nó đơn giản. Chủ nhà tự làm được. Được cái đấy. Nhưng anh thấy nó hợp lý không? Chứ còn nhiều bố lắp hai quạt hút hai bên và thế thì hút hết các cụ còn đâu. Thế mới phải cần đến nhà tư vấn chuyên gia chứ. Nhiều cái đó rất là đơn giản, nhưng mà đến lúc kiểu trong mỗi quá trình làm nhà thì có khi lúc làm chưa làm thì các anh nghĩ ra, như vào công trình rồi mà nó không có thiết kế là mình quên mất. Quên mất thợ xây nó xong nó về rồi thì thôi, thì cứ kệ đấy, thế là nó thành nỗi cái gì đâu. Anh toàn mở phong thủy với đất xì ở chỗ này, giữa trong trên bếp. Không, nếu mà vào bếp thì là gần sát bếp thì phải cắt. Anh thụt vào, anh trừ từ cái bếp vào đấy của anh đang 36 mét, anh thụt vào anh để chừa phía trước đi em. Và phía trước sau này anh có thể triển khai nhiều cái dự án chờ của anh. Anh có thể vẫn lại xây khu siêu thị như nhà ông Khanh, đúng không? Thì mình xây kịch ra đường quá, nó vừa ồn ào này, nó vừa mất cái phương án trong tương lai của mình. Mình muốn xây cái chỗ kinh doanh lại không được. Kể cả ít nhất anh cứ xây một cái quán thật đẹp anh cho thuê, tháng chục triệu ngay có gì đâu. Được một cái mức lương cho bà này, bà nóc nhà bà đi chợ rồi. Cái phần đấy thì quá đơn giản, đất nhà mình rộng không phải no. Mà đất ngoài 30 mét mặt tiền đấy thì sao 36 mà trong khi đấy nhà anh có 17 thì anh kéo không, đâu thì ngoài đấy là 30 mét. Em nó về hai cái bề đấy nó xéo như về giữa này nó chỉ có đây thì vẽ trên này nhìn thấy hết rồi, chưa cần đo nhưng mà nhìn thấy hình thang rồi. Nhưng mà hình thang này hình thang đẹp. Hình thang này của anh nó lại là hình thang nở hậu. Nở hậu đúng rồi. Đất nở. Đường trước thì 30, đường sau là 36. Đấy. Đường trước này có 2 30 đây anh nhầm đấy. Đằng sau này mới 36 này. 1973 đông tứ mệnh. Cái sảnh đông nam này nó cực mát này nha. Sảnh đông nam rồi cửa sổ đông nam. Mấy bà là trước bà làm chữ U mà bây giờ phải chuyển sang cái hướng này. Nếu mà chữ U thì nó không thể thể hiện được cái mặt cái mặt phía đằng đấy. Mà chữ U của anh nó chỉ là đốc nhà thôi. Đấy. Nhưng nhiều khi nó cứ phải có tư vấn, có qua có lại nó mới ra vấn đề. Chính là về cái hôm đấy đi kia thì thằng em nó bảo anh nhà anh là thế, anh phải làm 2 mặt tiền mới được, anh không làm được ấy.
ơn quý vị và các bạn đã xem video tới đây. Vừa rồi thì em cũng đã vẽ cái mặt bằng công năng phong thủy và cũng phân tích với bác chủ nhà. Bác cũng đã chốt cái phương án rồi. Xin chúc quý vị luôn sức khỏe, hạnh phúc và thật thành công trong cuộc sống. Nếu có chuẩn bị làm nhà cần tối ưu mặt bằng công năng phong thủy, cần ngôi nhà đẹp ngon bổ rẻ, nhớ gọi em Nhiên nhé. Em chuyên làm những cái mẫu ngon bổ rẻ. Vâng, cảm ơn mọi người ạ.